tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Phan Thị Thúy Linh, Đoàn Xuân Hiếu, Lê Thị Như Hồng có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông tin đến các cử tri thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. Đồng thời báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Có 26 ý kiến cử tri quan tâm về nhiều vấn đề như an sinh xã hội, tình trạng ngập úng cục bộ ở một số khu dân cư, tình trạng ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, hệ thống mương thoát nước xuống cấp tại khu dân cư số 11, tình trạng bò thả rông trên địa bàn phường, quản lý đậu đỗ ô tô trong kiệt hẻm, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, vấn đề thu hồi khu đất 185 Lê Trọng Tấn, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng ở một số khu vực dân cư. Cử tri cũng mong muốn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư đường giao thông kiệt hẻm, cải tạo điện chiếu sáng trên các tuyến đường, có hướng giải quyết vấn đề xây dựng nhà ở lâu năm trên đất màu, tình trạng quy hoạch treo trên địa bàn phường và việc triển khai dự án đường vành đai phía Tây 2 được cử tri đặc biệt quan tâm. Phường Hòa Phát là rất ảnh hưởng đến công trình quy hoạch các cái dự án treo lâu năm gọi là dự án Tây Trường Chinh như rồi 2003 rồi kéo dài đến khu dân cư Thương Đặc Thông rồi đến là năm Lê Đồng Tấn Bắc Lê Đồng Tấn rồi qua Phước Lý năm năm Lê Đồng Tấn năm Sen Ca Đông Long, như vậy là đến nay là gần tròn 20 năm. Hiện nay là nhà trong khu vực này xuống cấp rất nhiều. Nhiều kiến nghị phản ánh của cử tri đã được các đại biểu và lãnh đạo phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ tiếp thu, giải trình trả lời một cách đầy đủ trách nhiệm, cụ thể những nội dung thuộc thẩm quyền và thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp ghi nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố để thảo luận tại kỳ họp sắp đến.